Hôm qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Ngọc Thi và Phạm Văn Tài, đều 26 tuổi, cùng ngụ phường 5 quận Gò Vấp để điều tra về hành vi cướp tài sản sau khi đã nhậu say. Thông tin của chương trình 60 phút về vụ việc này. Thi và Tài bị người dân bắt giữ khi đang dùng hung khí cướp hai chiếc điện thoại của một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại một bãi đất trống thuộc phường 14 quận Gò Vấp vào đêm 23 tháng 4. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, cả hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhưng cho rằng hôm đó cả hai nhậu quá say nên mất lý trí. Được biết, Thi trước đây là nhân viên quảng cáo đang thất nghiệp, còn Tài đang làm điện công trình cho một công ty trong thành phố. Thời gian qua, tội phạm trộm cướp thường nhắm đến những đôi nam nữ ngồi tâm sự ở những khu vực vắng vẻ để cướp tài sản. Không ít nạn nhân đã từng bị cướp xe, nữ trang và nhiều tài sản có giá trị khác, nên mọi người khi có việc đi ngang qua chỗ vắng người cần hết sức cẩn trọng.